Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với series Nhân BB Reaction. Và ngày hôm nay, Nhân BB sẽ reaction Skibidi Toilet Zombie. Một kiểu như là một vũ trụ Skibidi Toilet mới cực kỳ hay và hấp dẫn. Và hy vọng các bạn sẽ thích cái series này của mình nha. Và mọi người ơi, mọi người ấn like, đăng ký kênh giúp Nhân BB nha. Và bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau reaction Skibidi Toilet Zombie nào. Ok các bạn ơi, bắt đầu thôi nào. Ui, mấy anh camera zombie đang cố gắng phá cửa để chui vào các bạn ơi, nhưng mà bị nhân vật chính của chúng ta giơ ngón tay thối đấy các bạn ạ. Ok, và bây giờ là các cameraman và Skibidi đang cố gắng di chuyển. Bọn họ đang cố gắng thoát khỏi ngôi nhà có rất nhiều quái vật này. Ở bên dưới có người. Đó là anh Spiderman. Ôi không, đó chỉ là lớp da thôi. Con zombie này nó ngụy trang. Ôi không, wow, là con lưỡi cưa này các bạn ơi. Ui, cứu viện, cameraman đang cố gắng cứu viện các bạn ơi. Ui, nhưng mà hỏa lực của con quái vật này mạnh hơn. Bọn họ đang cố gắng chạy trốn, ba người đang cố gắng chạy trốn. Mau đi thôi. Anh này đã đóng cái cửa được, đóng cửa vào đi. Rồi, đóng cửa thành công. Wow, nhưng mà sức mạnh âm thanh của con zombie đó mạnh quá, anh ấy bị choáng các bạn ạ. Ui, đang định chạy cầu thang nhưng bên dưới cũng có zombie. Và boom, đột nhiên có máy bay của những người kiểu như là chưa bị biến đổi đã đến giải cứu các bạn ơi. Hay lắm, rất cảm ơn anh rất nhiều. Đi thôi, mau đi thôi. Ui, bọn họ bước vào một căn hầm. Và bên trong này là gì đây? Skibidi đang mở cửa ra các bạn ơi. Và đây là một khu căn cứ các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau xem nha, khu căn cứ này có vẻ như rất là hiện đại các bạn ơi. Ui, ở đây cũng có trang bị này. Đấy, trang bị kiểu như là siêu ngon luôn, siêu VIP luôn. Và đây có một đoạn video này chúng ta xem nha. Video là tên Skibidi Toilet nhà khoa học các bạn ơi. Có vẻ như đây là video nó tạo ra quái vật zombie đi các bạn ạ. Chúng ta cùng nhau xem để biết nha. Đó, nó đang quay lại quá trình đây, nó bắt một anh cameraman. Và sau đó nó lấy một cái ổ USB, sau đó nó cắm vào người của anh ấy. Và có vẻ như đang bị lỗi. Và cuối cùng thì anh cameraman đã biến thành zombie. Và cuối cùng cắn tên nhà khoa học này. Sau đó nó cũng biến thành zombie. Sau đó cứ thế rồi lây lan cho rất nhiều luôn các bạn ơi. Lây lan cho cả là Skibidi và những anh cameraman đều biến thành zombie hết các bạn ạ. Đó, rồi xong thì chúng ta đã biết rồi nha. Chính cái tên nhà khoa học đó, nó đã nghiên cứu các bạn ạ. Rồi xong. Và bây giờ thì bọn quái vật nó đã xuất hiện các bạn ơi, nó đã phá cửa vào. Ôi không, mình thấy hai quái vật cameraman và một quái vật speakerman khổng lồ. Không biết các chiến binh của chúng ta có thể thoát khỏi được hay không nha. Hy vọng các bạn hãy ấn like để ủng hộ các chiến binh và ủng hộ Nhân BB các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh đây nha các bạn nha. Rồi chúng ta cùng nhau xem tiếp xem chuyện gì xảy ra nào. Rồi xong, nó gầm lên rồi. Ui, trang bị mới có vẻ như rất hữu dụng, đã hạ gục được mấy camera zombie bé. Nhưng wow, đột nhiên wow, vị anh hùng, vị cứu thế, một dân chơi ở trong Skibidi Toilet kia, Skibidi Toilet của ta phun bùm ý, thì anh ta là kẻ xấu. Nhưng mà trong Skibidi Toilet Zombie, anh ấy lại là một người anh hùng. Cảm ơn anh đã đến giúp chúng tôi. Ok, xem tiếp rồi nha. Rồi đó, nó bảo là các anh mau đi đi, máy bay đang đợi. Và sức mạnh hóa trò là như thế nào đây? Nó khá là mạnh mà. Một quái vật. Ai đây, không phải quái vật. Mình thấy thanh niên này quen quen các bạn ơi. Ê, cái mỏ anh con chim này. Ôi không, kiểu giống thật chết đấy các bạn ơi. What? Hắn bỏ qua cho cameraman. Và anh ấy đã cố gắng đi lên trên kia các bạn ơi. Rồi. Ui, trên máy bay cũng đã có Skibidi và có cả Drickman nữa kìa. Những người chưa bị biến đổi cần phải di chuyển. Và dưới kia, Acho thì sao đây? Ok, chúng ta xem tiếp nha. Vâng, máy tính thì đang kiểu như là báo đỏ, tức là rất là nguy hiểm. Không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới với mọi người đây.
bên dưới này thì Acho đang cố gắng kiểu cầm chân các bạn ơi, đang đấu lại với con quái vật zombie. Acho có thể hạ gục được nó hay không? Vâng. Ô, đột nhiên. What? Đây đây đây. Cái con mỏ chim lúc nó xuất hiện ở đây. Ui. Ui, nó muốn đấu với Acho. Có vẻ như con này nó khá là thần bí và nó mạnh các bạn ơi. Giống như kiểu đã phun bùm ở trong Skibidi Tonet ấy. Nhưng mà con này là con mỏ chim, con này là con SCP. Thì các bạn ơi, con này là con nguy hiểm đấy các bạn ơi. Chúng ta xem tiếp nha, xem chuyện gì xảy ra nha. Không biết Acho có thể hạ gục được con SCP này không. Acho xông đến luôn. Wow. Ui. What? Nó đây này, một luồng sức mạnh ghê gớm khiến Acho kiểu như là bị thổi bay luôn. Acho nhanh như thế mà vẫn bị cái con SCP này nó bắt được các bạn ạ. Ôi không. Ui. Acho đã bị thương rất nặng. Đang cố gắng bỏ chạy nhưng mà không được. Và cuối cùng thì con zombie nó đã xử lý Acho rồi các bạn ơi. Chúng ta xem tiếp nào. Ui. Con zombie. Ui. Ló với con mỏ chim này cùng một đội các bạn ạ. Thôi xong rồi. Chuyển cảnh tới chỗ trên máy bay các bạn ơi. Đây, Skibidi Tonet 5 đầu đây. Bây giờ là Skibidi Tonet với lại những chiến binh camera men chưa bị kiểu là nhiễm virus zombie ý. Nên là bây giờ đang cùng một đội các bạn ạ. Họ có vẻ như đang tìm thuốc giải các bạn ạ. Nhưng bây giờ hiện tại họ đang chạy trốn. Anh camera men này đang bị thương, mọi người nhớ like nhá. Giúp anh ấy mà khỏi bệnh nhá. Đây, trang bị này bây giờ là camera men này bỏ vào đây. Sau đó nạp năng lượng các bạn này, tăng sức mạnh lên, tăng chỉ số lên. Đấy, trang bị này đã được nâng cấp. Ok. Đột nhiên có báo động đỏ các bạn ơi. Ui. Chuyện gì xảy ra vậy? Ui. Các chiến binh của chúng ta đang rơi tự do từ trên máy bay xuống. What? Ôi không. Họ đã rơi xuống dưới đất. Và ui. Vâng. Và Skibidi Tonet Acho, vị anh hùng của chúng ta lúc nãy, bây giờ nó đã biến thành zombie rồi. Vì nó bị cái con zombie kia cắn. Bây giờ nó biến thành zombie luôn rồi các bạn. Nó bị lây bệnh rồi. Và bây giờ thì nó lại là một tên kẻ thù của chúng ta các bạn ơi. Xem nào, khi Acho có sức mạnh của zombie thì nó sẽ như thế nào các bạn nha. Ui ôi, nó gần thế này. Ui không. Ui, Skibidi Tonet 5 đầu. Và bây giờ thì chỉ còn một cái đầu thì thôi các bạn ơi. Các bạn xem lại nha, Skibidi Tonet 5 đầu của chúng ta. Acho nó cưa một cái. Rồi sao. Quá ghê gớm. Đây rồi, trang bị của chúng ta đây rồi. Mau cầm lên nó. Rồi, hãy xử lý con Acho này đi. Đâu rồi, nó đâu rồi. Ui, đây, tấn công. Bùm. Ui, nó đã bị thương rồi nhưng mà nó không sao các bạn ơi. Có vẻ như nó rất nhanh, nó di chuyển với vận tốc ánh sáng. Và cuối cùng trong lúc quan trọng, trời ơi, thì trang bị của chúng ta lại bị hỏng. Ôi sao rồi, xám rồi, xám rồi. What? Nó đã bản ô tô luôn. Nó chạy đi anh dây. Ui. Đúng lúc này. Ai đã đến giải cứu đây? Một bóng đen xuất hiện. Không phải là Titan Camera Man, cũng không phải là Titan Speaker Man, không phải TV Man, mà đó chính là anh Z-Man đẹp trai. Wow. Z-Man là một con Skibidi Tonet, nhưng mà nó đang chưa biến đổi thành zombie các bạn ơi. Đấy, bây giờ nói chung là bây giờ là những chiến binh phải hợp sức lại. Những chiến binh chúng ta hợp sức với Skibidi Tonet để tiêu diệt cái dịch zombie này các bạn ạ. À. Và Z-Man xuất hiện như một vị thần cứu chúng ta. Không biết Z-Man có bị cắn và biến thành zombie nữa hay không các bạn ơi. Như giống cái con Acho đúng không các bạn nha. Chúng ta cùng nhau xem tiếp nha. Mọi người nếu thích cái video này nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhớ bật chuông thông báo đấy nha các bạn nha. Ok. Và bây giờ thì chúng ta xem tiếp nào. Chuyện gì sẽ xảy ra đây. Z-Man mồm méo đấu với lại Acho. Acho vẫn còn sống kìa. What? Khỏe ngớm nha. Nó gầm lên một tiếng. Và đột nhiên một bóng đen đã xuất hiện. Và đó không ai khác, chính là Skibidi Tonet, nhà khoa học đã bị biến đổi thành zombie. Zombie. Mình cách đọc là zombie nhưng mà nó là zombie. Đấy. Ok. Rồi cùng nhau xem tiếp xem chuyện gì xảy ra nha các bạn nha. Hai con này gầm rồi, chuẩn bị đấu với nhau rồi, hai chiến binh. Wow. Ui, đang hay thì nó hết cái đoạn đấy, nó chưa chiếu đến cái đoạn đấy các bạn ạ. Chiếu tới đoạn nào đây? À, chiếu tới đoạn cái con quái vật này các bạn ạ.
Ui, nó biến đổi rất nhanh. Và chúng ta cũng có một chiến binh. Rồi, nói chung là tập sau là sẽ có trận chiến giữa Skibidi Toilet nhà khoa học và Skibidi Toilet Z-Man. Nhưng các bạn nha, đây này chính là vị anh hùng của chúng ta đây này các bạn này. Các bạn đã nhìn thấy vị anh hùng này chưa? Nhìn anh ấy này, đây mình phóng to là anh hùng ở trong tập trước cũng đã giải cứu các chiến binh của chúng ta cầm cái rìu đấy các bạn ơi. Đó, đấy, và có cái mắt sáng sáng ở đây các bạn ơi. Anh hùng này giống như kiểu cá mập đầu búa đấy các bạn ơi. Mình nhìn thấy đầu anh ấy giống cá mập đầu búa thật sự luôn. Và anh ấy sẽ chắc là sẽ phải đấu với lại cái con SCP này các bạn nha. Ok các bạn ơi, thì nhân BB xin cảm ơn các bạn đã xem hết cái video nhân BB reaction các bạn nha. Nếu các bạn thấy thích cái series này của mình, nếu các bạn muốn mình reaction những video khác nữa hay hơn thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới nha. Và đặc biệt hãy ấn like, ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ và theo dõi nhân BB các bạn nha. Bây giờ mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình nhé. Ok.